Hello, xin chào anh em quý khách hàng của bạn. Tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới là chính chúc anh em quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong việc cuộc sống. Một ngày tràn đầy niềm vui gặp tiếng cười. Ngày hôm nay lại lên cho anh em siêu phẩm đến từ nhà máy Hyundai Việt Nam đó đó và sản xuất một chiếc xe tải với tải trọng cho phép cho hàng hóa là 3 tấn 2, phiên bản thùng dài 49, chiều ngang là 2m và 2m040, chiều ngang cao là 2m260, Hyundai HD 72. Một chiếc xe do Việt Nam đó đó và sản xuất nhưng mà nhập khẩu nguyên ba cục cầu máy hộp số cabin sexy về đây lắp ráp và sản xuất nha anh em. Thì cái dòng xe Hyundai HD 72 này với tải trọng cho phép cho hàng hóa là 3 tấn 2, năm 2012, phiên bản thùng nguyên bạc mở 5 bửng, thùng tiêu chuẩn, thùng rất là dày sàn sắt, rất là cứng cáp luôn. Xe cầu máy hộp số, nói chung nội thất xe đều rất là ok. Đường kính mâm là 16 inch nhựa 7.5, nhìn rất là mới luôn anh em. Vỏ lốp ga cũng còn rất cao, khoảng 70-80%. 16 inch vỏ 7.5, chassis bao dày bao cứng, sàn rất là dày và cứng cáp luôn. Và thùng rất là đẹp, thùng tiêu chuẩn thôi nhưng mà rất là đẹp và cứng cáp. Sàn sắt, phía trong ốp cho lăn kẽm, khung xương nó bằng sắt. Nói chung rất là dày và cứng cáp, phiên bản thùng của bạn. Với mức giá bên mình đang dự kiến cho bán em này là 400 triệu nha anh em. Đời 2012, niên hạn sử dụng đến 2037, 3 tấn 2, phiên bản thùng dài 4m9. Đó, được chiều cao lên tới 2m260, là chạy rất là khỏe luôn. Khối lượng toàn bộ là 6,8 tấn, khối lượng bản thân là 3,4 tấn. Nói chung cái dòng Hyundai HD 72 này chuyên chở cổng quá tải rất là ok luôn em, chạy rất là mượt mà, dòng ga cơ nói chung là máy rất là lớn. Máy này với dung tích xi lanh của nó lên tới 3,9 lít, công suất là 96 kW, tầm thua hàng chính, máy dầu thắng dầu. Máy này rất là khỏe, chuyên chở quá tải. Dòng Hyundai HD 72 là chuyên chở quá tải rất là xịn sò luôn anh em. Đó, 400 triệu ra đi em này. Ghế thì bọc da 3 chỗ ngồi rất là sang trọng, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng. Cabin nó sơn màu xanh rất là bắt mắt luôn. Xe này đã được giảm tuyết lại cái đầu cabin, nhưng mà đầu cabin này là nguyên zin, không có đâm đụng nha anh em. Nó vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, ghế bọc da 3 chỗ ngồi rất là sang trọng. Hộp số của nó 5 số tiếng một số lùi. Nói chung là xe này chạy cũng rất là ổn định với cái dòng xe tải cũ, máy khỏe, máy lớn, Hyundai bao sướng như này. Cộng quá tải rất là tuyệt vời. 400 triệu ra đi em, Hyundai HD 72 đời 2012 này nha anh em. Nếu anh em quen tao có hỏi xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đem nó về phòng lưới kinh doanh mà đã chuyển hóa của anh em. Các bạn kính chính điện, có cửa trung tâm, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng. Nói chung là mọi thứ trên xe đều rất là ok. Đó, ghế rất là sang trọng luôn, 3 chỗ ngồi bọc da rất là mượt mà luôn anh em. Thùng bọc rất là cứng cáp luôn. Đó. Nếu anh em quen tao có hỏi xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình. Động cơ Hyundai D4DB, công suất đạt 796 kW, tầm tua hàng chính, máy dầu 4.4 xăng/1000, máy rất là khỏe, máy của Hyundai ra cơ rất là dễ sửa chữa, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, chạy rất là bền, rất là sướng, rất là khỏe luôn. Đó, cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá mình cập nhật trên hình giá cả xe của tiếp theo của mình và những mẫu xe tải cũ có mặt trên thị trường Hyundai HD 72 đời 2012, thùng 4m9, máy lớn, máy khỏe, chạy sướng, 400 triệu ra đi em đó. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình.